Lần đầu mình cưới sẽ như thế nào? Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Ai rồi mà chả phải bước lên lễ đường? Ai rồi mà chả phải làm đám cưới đúng không? Đây chính là toàn cảnh cái đám cưới của mình nhá. Của mình nhá mọi người. Rồi mình cũng phải bước lên lễ đường thôi. Rồi cũng phải đứng ở cái vị trí trung tâm của cái đám cưới thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một người vô cùng quan trọng của cái đám cưới này. Wow. Không có mình ấy thì khó có cái đám cưới này nhá. Nó thẳng ra là như thế. Thôi nói đến đây chắc là mọi người cũng đoán ra rồi. Đúng rồi đấy. Mọi người đoán đúng rồi đấy. Chính xác đấy. Mình tiết lộ luôn. Mình chính là chú MC nha. Cái mặt trẻ trâu này làm sao mà cưới được, làm sao mà làm chú rể được, đúng không? Oh God, please, no. Rồi rồi, bây giờ trước khi mà đảm nhận cái vị trí quan trọng này thì biến hình cho nó lịch sự một tí nhỉ, cho nó chỉnh chu một tí nhá. Không có nhạc thì mình tự hát vậy. 3, 2, 1. Yes, I do, I'm still loving the truth của anh. Ok, xong. Rồi bây giờ chính thức là lần đầu làm chuyện ấy này, vô cùng hồi hộp này. À quên, nhưng mà trước khi bắt đầu thì cho những ai chưa biết thì đây chính là đám cưới của người chị gái guộc duy nhất của mình. Vâng, nhân tiện đây thì con cũng xin cảm ơn đại gia đình nhà mình đã liều mình trao cho con trọng trách vô cùng quan trọng này. Vâng, kamsahamnida. Vì là lần đầu dẫn chương trình cho nên là MC hồi hộp run rẩy lấy bẩy, cho nên là nói lung ta lung tung trông rất là vô tri, kiểu như thế này này. Có phượng rồi thì phải có công. À, có phượng rồi thì phải có rồng. Vâng, rồng bay phượng múa đúng không ạ? Gì đó? Ủa gì đó? Bởi vì càng nói càng vô tri cho nên là MC quyết định nhường mic lại cho người quan trọng hơn mình. À, anh chị có muốn chia sẻ điều gì không? Cuối cùng bố mẹ em đã đẩy được quả bom đi ạ. Em xin cảm ơn ạ. Đấy, rất may là cô dâu rất biết hợp tác, cầm mic ngay lập tức. Mừng quá nên là mình đưa mic cho chú rể tiếp luôn. Anh ơi đi đi. Trời ơi, cứu tôi. Ok, vâng. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng. Thôi, cái quê đấy thì MC xin phép là cất gọn trong quá khứ, để lại trong buổi lễ ăn hỏi mà thôi. Còn sang lễ cưới thì mình lại dẫn tiếp. Mình sẽ lột xác, mình trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, đúng không? Đấy, mọi người nhìn thấy gì khác không? Mọi người nhìn vào là mọi người thấy đúng không? Chưa có một MC đám cưới nào mà có bộ tóc cháy như mình luôn. Đám cưới một màu mà đám hỏi một màu nhá. Nhưng mà chắc chắn là có một thứ vẫn giữ nguyên từ đám hỏi sang đám cưới. Đấy chính là sự vô tri của mình. Còn tóc của MC thì màu trắng. Còn ngày hôm nay thì tóc MC đã chuyển màu hồng, Giáp đã chuyển màu đỏ và váy của cô dâu đã chuyển màu trắng. Hôm nay do sự thay đổi hay ho đấy. Đấy, mọi người có thấy cái đám cưới nào mà MC nói nhiều về tóc tai như thế này không? Đương nhiên là không. Nói vậy thôi chứ đảm nhận vai trò MC đám cưới trong ngày lễ trọng đại của chị gái mình là một điều vô cùng ý nghĩa đối với mình. Cái cảm xúc của mình nó chỉ gói gọn trong một từ thôi. Đó chính là hồi hộp, háo hức, hào hứng, hoan hỉ, hồ hởi, hoan hô, vỗ tay. Bye.